Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Vũ xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe. Giờ khoảng gần 3 giờ chiều, hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 2024 nha các bạn. Vũ đang xuống đây là chùa Tân Linh ở xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì chiều hôm nay ở chùa thầy có phát cho bà con là 1.500 lốc nước uống nha các bạn. Giờ Vũ xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Vũ nha. Giờ bà con về chùa rất là đông luôn, xe dựng quá chừng luôn. Chùa Tân Linh là ở xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Giờ Vũ xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Vũ nha. Dạ chào chị. Dạ chút xíu nữa gì. Đây là ở trước cửa chùa Tân Linh. Đây là 1.500 lốc nước thầy đã chuẩn bị sẵn để phát. Con đi hai ngày này nè, bé quá đi chung với mẹ đừng phát. Đổ là phát. Nè, con hai ngày này rất lực lại đây. Con đi hai ngày này bé quá đi chung với mẹ đừng phát. Đây nè, sang lại đây sang. Đi hai ngày này, hiểu không? Một người một phiếu thôi, mình đưa đây. Phước An lại đây. Phước An phát hai hàng này. Rồi, phát đi đâu rồi? Giờ có bốn chú phụ phát phiếu với thầy. Bà cụ có chưa? Mai mốt với anh bé đi chung với mẹ rồi ảnh phần thôi. Thôi được rồi, thầy nhiều người khác. Thiếu hay gì? Rồi, để lại chưa để sư phụ phân công hàng đường hoàng. Đủ rồi, còn dư không? Mấy con khiêng không có nổi đâu mà đi xin hết. Nhanh lên. Rồi rồi, tới đâu rồi, tới đâu rồi? Tới đâu rồi? Đại hàm bên đó có rồi phải không? À này có rồi nè, phiếu nè. Rồi. Lật lại đây, lật lại đây, sang lại đây. Lật hai hàng này nè, hai hàng này đi vô phát đi. Con đi hai hàng này cho sư phụ nè, chú ý nè sư phụ chỉ. Rồi phát hai hàng đó thôi đi, chờ thầy xíu đi. Nè nè nè, cho vô phát đi. Hết cho đúng nghe con. Con
đừng để xấu, đừng để dư, người khác không có. Nói chung mà ấy không con, con mẹ thế thôi. Thôi mà đừng có nói gì. Quay là mấy bà mà lấy 2 phiếu là chết luôn. Mấy con phát cho đúng nha. Chứ để người có người không là thì sợ phân bì. Ở rồi tới đây. Có đây hết rồi hả? Chưa đỉnh. Thiếu hả con? Phát cho đúng nha con. Để đâu rồi? Để đâu rồi? Bây giờ cái người sắp bên là cái đồ bên này sao không có phiếu đồ chơi. Hôm qua hàng hai hàng kế bên sư phụ đi sang. Trời mô Phật. Trời. Cho thầy đi lên thầy phát cho. Lộc ơi, An đi đường này đi Phúc An. Phúc An đi đường này nè. Đi đường này nè, đi xuống. Rồi, chỗ này thầy đi. Nè nè, con đi hai đường này đi. Đi hai đường này nè. Đi hai đường đó. Không cho bước qua. Mấy đứa em bé này tối đằng kia trên con không được có sinh nữa. Từ mấy bạn ơi, từ. Thầy đứng đây nè, thầy thấy người ta vô, thầy cũng đạp Quỳ Hương chết luôn. Lát nó vô, ông bắt đạp Quỳ Hương chết. Lát nó vô, thầy cũng đạp Quỳ Hương hai cái hương ra, Quỳ Hương chứ nổi. Ê, từ té. Không cho được anh ta. À, mở quay phim nhắc vô quạt Quỳ Hương ai chịu mà. Có rồi, chạy ra đây hay vậy. Quỳ nguyên cây hương dài cái thước rồi. Ngồi đó cho ngoại đi con. Ôi, từ đây, chơi. Dính luôn thôi, toàn lại luôn tay. Đây. Con chào dì nha, cho hỏi thăm chút xíu, nhà dì thiếu nước lâu chưa? Nhà của cô là trong Tết tới dạ. Giờ. Dạ, thiếu là trong Tết tới giờ ha. Hôm nay là có nhà tại trợ xuống cho nước, tôi mừng lắm. Dạ. Tôi nhận được 2 lần. Dạ. Ở trại đây. Dạ. Thôi bây giờ tôi cũng đại diện cho những người xin nước cũng như tôi ở xã Thành Phước. Dạ. Xin chúc nhà tại trợ được bình yên sức khỏe. Dạ. Về nhà được an toàn sự việc và ăn được như ý và như ý. Dạ, okay. Cảm ơn vậy. Dạ. Chào con nước ha, cho đại vương. Chào anh là bà cỡ, vô nước. Dạ, đại vương uống thảo vô nữa. Bây giờ, chú Phước Lực phát hiện anh đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Dương Đông Đức, chùa Long Phước Thọ, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Kính thưa quý bà con, hôm nay trong mùa Đức Phật đản sanh, trên sông nước Chùa Lân Phúc Thọ thấy chỉ có 1-2 cơn mưa đầu mùa, cho nên là nước mưa đó bà con uống chưa có được, cho nên trên sông nước phát tâm tặng 2.000 lốc nước đến cho bà con. Mà 500 lốc nước vừa rồi đã kính bạch trên sông nước là cho Đại Đức Thích Phước Đạt. Đại Đức Thích Phước Đạt cũng trong công môn, thầy đem về quê nhà ở xã Thừa Đức, thầy cho ngay ủy ban xã Thừa Đức ở vùng biển, mong chư Thượng Đức hoan hỷ cho A Di Đà Phật. Và còn lại chiều hôm nay là 1.500 lốc nước. Thì giờ đây chúng con thỉnh chư Thượng Đức trong khái đoàn có đôi lời với bà con A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm Giáp Thìn, được sự trợ duyên hứa khả, biết rằng công tác Phật sự đa đoan nơi bổn tự cũng như của giáo hội mà thầy chủ trì chùa Tăng Linh đã tạo mọi điều kiện, mọi duyên lành cho chúng tôi được đến nơi đây gặp gỡ bà con trên cái tình thân lá lành đùm lá rách, chia sẻ với nhau tình yêu thương trong cuộc sống. Rất là ngại và ái nái khi phải làm phiền đến thầy trụ trì chùa Tân Linh dành cái thời gian quý báu cũng như tạo điều kiện cho chư tăng, cho chúng tôi được đến nơi đây. Nếu không có thầy thì cái Phật sự cũng như những sự gặp gỡ thâm tình như thế này sẽ không làm được và không có được. Trên cái tinh thần từ bi bác ái, lợi tha của người tu Phật, không ghi nhận trên cái vật chất, cái số tiền, cái tài sản mà ở đó tồn tại hằng hữu và hiện hữu. Cái tâm từ bi quảng đại của người tu Phật phải có cái tâm Bồ Tát mới làm được những cái công tác Phật sự, những cái việc như thế này. Cho nên hôm nay một lần nữa chúng tôi rất lấy làm hoan hỷ khi một lần được đến đây gặp bà con trong cái sự thanh tịnh cũng như rất là trật tự, khi mà đón nhận cái tình cảm, cái tình thương từ quý thầy cũng như quý mạnh thường quân để trao tận tay đến bà con. Mặc dầu nó không giải quyết được trong một cái khoảng thời gian dài ngắn, nhưng ở đó chúng ta được ghi nhận cái tình người trong cùng một cái dân tộc Việt Nam mà chúng ta chia sẻ với nhau trong những cái hoàn cảnh thiếu thốn khó khăn trong vấn đề sinh hoạt nước như thế này. Thưa quý bà con, ở nơi đây quý vị rất là có duyên lành, rất là có phước khi được gần gũi cũng như được sống sinh hoạt với thầy chùa Tân Linh. Cho nên quý bà con cố gắng, quý bà con biết không, cũng cùng là con người, cũng cùng là cuộc sống mưu sinh, nhưng tại sao chỗ có nước, chỗ không có nước, chỗ thiếu thốn, chỗ dư? Cho nên đó là cái phước báo của chúng ta ở nhiều đời kiếp cũng như hiện tại mà chúng ta thọ nhận một cái kết quả. Cho nên hôm nay một lần nữa được trở lại đây, chúng tôi cũng xin quý bà con được có cái duyên gần gũi với chùa Tân Linh thì chúng ta nên cố gắng dành thời gian một tháng
2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày ăn chay niệm Phật, cũng như thường xuyên lui tới chùa để sinh hoạt, cùng đóng góp xây dựng cái cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình an, lợi lạc. Quý bà con biết không, như quý thầy Chư Tăng ở đây, cuộc đời chỉ là xuất gia tu học, vô sản, không tài sản. Nhưng không tài sản, vô sản thì làm sao có điều kiện có cái vật chất để đi chia sẻ ở các nơi như thế này. Đó là do nơi chính, nơi Chư Tăng tu tập trong cái sự thanh tịnh của Phật Pháp mới có những cái duyên lành như thế này. Nếu như sự trang nghiêm thanh tịnh cũng như sự hướng tâm tu của quý Phật tử ở nơi đây đến với chùa Tăng Linh càng nhiều, càng tinh tấn và nhiệt tình, thì đó là cái động lực cũng như cái sự giao cảm mà chúng tôi luôn trở về đây để gắn bó với bà con quý vị trong những lúc những dịp xuân về, hoặc là những cái lúc Phật đản, Du Lan vân vân chẳng hạn. Sự tu tập, sự tinh tấn của bà con là cái lý do cũng như cái động lực để chúng tôi luôn trở lại nơi đây. Đó là cái sự vi diệu sâu màu của nhà Phật. Suốt một quãng đời tu của thầy trải qua một thời gian cả 30 năm trên cái lộ trình tu học cũng như làm Phật sự ở các nơi từ thiện nói riêng, thầy phải công nhận rằng cả đất nước Việt Nam, trên toàn quốc này, cái dân Bến Tre là cái dân rất là dễ thương, sống rất là tình cảm và chân tình, rất là tình cảm, rất là thật thà. Nhưng sự tu tập thì lại hạn chế. Cho nên đó là sự chân tình hôm nay một lần nữa thầy được trở về đây lần thứ hai để chia sẻ với bà con, gặp gỡ bà con. Đó là sự chân tình chia sẻ của thầy đối với bà con ở tỉnh Bến Tre nói chung và cái huyện Bình Đại ở đây nói riêng. Tại vì trong trên dưới 20 năm thầy thường ghé qua Thạnh Phú, Châu Thành, Dòng Trơm, Ba Chi, thầy thường hàng năm thường xuống những huyện đó, rất là thường xuyên xuống Châu Thành và Thạnh Phú. Nhưng Bình Đại là lần đầu, lần đây là lần thứ hai thầy xuống, nhờ cái duyên lành là tạo duyên lành cũng như tạo cái phước duyên từ thầy trụ trì chùa Tăng Linh. Cho nên hôm nay cũng cái phước duyên cho thầy và quý Phật tử, cho nên thầy tha thiết vận động cũng như khuyến khích quý vị chúng ta nên hướng đến sự tu tập. Bây giờ không phải tốn kém gì, cũng không phải khó khăn gì. Theo thầy, bà con ở đây sống cái sự ăn chay, đại đa số dân Bến Tre ăn chay rất là nhiều, và họ ăn rất là cái sinh hoạt ăn uống của họ rất là đơn giản, cho nên trong vấn đề ăn chay cũng rất là thuận tiện cho quý bà con. Cho nên quý bà con chịu khó chút xíu, mỗi tháng 30, mùng 1, 14, 15 nên ăn chay một tháng 4 ngày và thường xuyên. Thầy nói quý vị, thí dụ như trong cái cuộc sống con cái đi làm ăn xa và con cái nó lớn, sống không như cái suy nghĩ của mình, thì thay vì mình nghĩ nhớ đến nó cũng không giải quyết được vấn đề trong cuộc sống. Cho nên chúng ta trong cái sự đi đứng nằm ngồi sinh hoạt nên niệm danh hiệu Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rất là dễ. Trong khi làm vườn, làm rẫy, làm cỏ, nấu cơm, giặt đồ, tất cả mọi công việc trong hàng ngày mình sinh hoạt đều tu được, đều tu tập được, đều hành trì được. Và mỗi ngày chúng ta cũng phải ăn một ngày ba cử. Mà thầy thấy nguyên cái cả đất nước Việt Nam đi trên đường đến nơi đó, cái tỉnh Bến Tre là cái chỗ bán đồ chay, thức ăn chay, đi một khúc đường, một quãng đường là có một quán ăn chay, hủ tiếu chay, hủ tiếu chay. Cho nên thầy nghĩ rằng quý vị ở nơi đây rất là có duyên lành, nhưng quý vị còn thiếu một chút cái sự tu tập. Cho nên hôm nay quý vị có duyên với chùa Tăng Linh, cũng như có duyên với thầy trụ trì chùa này, và có duyên với Chư Tăng ở đây, thì thầy nghĩ rằng sự tu tập của quý vị áp dụng được nhiều hơn, tinh tấn hơn một chút, thì cái sự gặp gỡ của
quý thầy ở các nơi sẽ thường xuyên trở về đây để chúng ta cùng sống trong cái sự yêu thương, gắn bó với nhau trong cái tình dân tộc, tình người. Cho nên cái thời gian cũng có hạn và trời cũng sắp mưa, không có làm phiền bà con nhiều. Cho nên không gì hơn, hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm Giáp Thìn, nhân cái mùa Phật đản, thầy cũng hướng về mười phương chư Phật, trước nhất nguyện cầu Tam Bảo, Hồng Ân Tam Bảo, quay thần chư Phật gia hộ cho thầy trụ trì chùa Tăng Linh luôn được pháp thể thinh an, luôn Phật sự được duyên thành, thuận duyên, thuận cảnh trong cái lộ trình tu học. Cũng như kính chúc quý bà con luôn sống trong sự an vui lợi lạc, trong cuộc sống luôn đầy đủ vật thực và cuộc sống luôn được sung túc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quay lại thầy hỏi quý vị là quay lại sư chụp ảnh nói chuyện hay hay là thấy thầy như là bùng quá vỗ tay hay đúng không? Bây giờ thầy nói như thế này nè, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời đạo tràng được các linh chúng con thành kính kính lời tri ân đến hòa thượng chủ, đến chư tôn đức chùa Long Phước Thọ rất nhiều, không quản đường xá xa xôi, chư tôn đức đã góp công góp sức cùng chúng con đem những giọt nước cam lồ tươi mát về nơi vùng khô hạn nhiễm mặn này. Thì một lần nữa chúng con thành kính tri ân, kính chúc lên chư tôn thiền đức thật nhiều sức khỏe và thuận duyên trên đường hóa độ chúng sanh. Và vừa rồi chư tôn đức đã có những lời động viên chúng con rất nhiều, đó là niềm khích lệ tinh thần lớn lao để chúng con vừa tu học vừa phục sự đạo pháp và dân tộc, cũng như phục vụ chúng sanh là thiết thực của dường chư Phật. Kính thưa quý Phật tử, giờ đây để đáp lại ân tình đặc biệt mà chư tôn đức dành cho quý vị trong mùa Phật đản bây giờ, mình niệm Phật làm thôi, bảo đảm quý vị trời không có mưa nha, bảo đảm mưa dòng dòng nữa đây không có mưa đâu, quý vị cứ an tâm. Bây giờ thầy niệm trước, quý vị niệm sau, nghe ai niệm to chứ có thể thấy cái vị mà thả ra lớn đó, thầy bạn thêm góp thứ nha, bây giờ lắng nghe nha, cho thầy cầm hổ tay coi. Giờ thầy niệm 3 tiếng, là quý vị niệm 3 tiếng nha, niệm to nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy nghe dưới nước không à? Thầy nghe dưới mắt đi, mắt đi. Thôi giờ thầy phát hướng cho quý vị nha. Bây giờ thầy kỹ hàng nào thì quý vị như nào nói cho thầy nha. Bỏ phần đầu tiên rồi đó. Bây giờ là kêu nước đứng đây chút xíu. Rồi là cứ phát cho thầy tự hai con trước nha. Rồi, để coi cái hàng nào mà nghe thẳng mới được. Rồi, đứng lên đi. Rồi,
này con đừng lại nha con. Cho này xíu. Tôi có đi với tôi. Chứ bức thận nó là chụp hình phụ thầy đi. Mấy con ở đâu? Rồi xuống ra làm sao đi. Rồi đi ra làm sao, ra làm sao, ra làm sao. Rồi ra làm sao, ra làm sao. Ra làm sao dùng thầy nha. Đừng dám. Không có luôn đâu, ở hẳn với chị luôn. Đi ra làm sao? Đừng đứng trước nha. Đi ra làm sao? Đi ra làm sao? Nhận thiếu rồi đi ra làm sao? Rồi đi ra làm sao? Đi ra làm sao? Đi ra làm sao? Nhận thiếu rồi ra làm sao còn nha. Rồi. Đi ra làm sao? Con có ra nhận này để ra cùng hàng sư phụ. Đang mắt quay à thầy, cho con mượn cái mi. Năm. Chú Phước Thành đó à. Đang chụp hình đi. Không có mưa đâu, nội yên đi, không có mưa đâu mà. Đó á. Phước Thành đó à. Cho con mượn cái mi. Cho nước rồi đó, lẹ nữa. Rồi đi, thầy cho cô này đứng lên. Đi, nhanh lại. Rồi màu đầu con màu với đi ha, đi nhanh chàng chút. Không sao, không sao, không sao, không sao. Ông giả không có lương thô đâu. Trời lớn. Bà con chàng chút đi. Bây giờ lấy phiếu ai này khác này nói thôi. Thank you.
sáu ngày kia cả đây cái này không được, cái này không có đường đi. Mình khác sáu ngày ở ngoài kia có đường đi. Khi ra phụ với thầy là người kia đi con. Đây là nhà thỏ này ngồi xuống nè. Ngồi xuống cái đường đi nè. Ngồi xuống cái đường đi cho nhà thỏ này ngồi. Chị cho nè. Bây giờ bà con che về là thầy dương lại á. Đi ra đi ra cái xe này, ơi, đây, quý nào, quý nào luôn, quý, quá, quý thầy luôn luôn cho bà con xe này cái đã, thầy ba thứ, quý thầy luôn luôn, trong cái xe chúng ta là thầy, đi ra, cái người phá đi ra không được, cái người phá đi ra không được, đúng không?
nay nước quay ra. Bà con gấp mà mưa thôi, đã tạnh chút rồi về, dầm mưa về luôn. Thank you.
Xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ nha.
Vũ mặt bà con cảm ơn thầy trụ trì với mấy thầy ở trên thành phố đã xuống để tặng nước cho bà con.